Tiêm phòng kết hợp khám sức khỏe doanh nghiệp, tại sao không? Hãy cùng theo chân đoàn EVN Finance để kiểm chứng nhé. Có thể thấy nguy cơ lây nhiễm bệnh tại môi trường làm việc là rất lớn, bởi lây nhiễm chéo giữa các nhân viên hoàn toàn có thể xảy ra do dùng chung khu vực làm việc. Khu vực khép kín, môi trường không thoáng gió, đã vậy còn sử dụng chung máy lạnh tạo điều kiện cho virus lây lan. Vì vậy, để phòng tránh các bệnh như cúm đang lây lan mạnh trong môi trường công sở, thì việc tiêm phòng cho cán bộ nhân viên là cực kỳ quan trọng. Kết hợp tiêm chủng khi khám sức khỏe doanh nghiệp tại thuộc cục TCI, X3 lợi ích sức khỏe dành cho cán bộ nhân viên, giúp xây dựng lá chắn bảo vệ sức khỏe trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, kiểm tra và sớm phát hiện các bệnh lý nền, bệnh lý nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe dựa theo thể trạng của từng cán bộ nhân viên. Không những vậy, khi khám tại TCI, doanh nghiệp còn nhận được khám đầy đủ các danh mục thiết yếu, giúp kiểm tra toàn diện sức khỏe. Đội ngũ bác sĩ, nhân viên tận tình hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Thiết bị khám bệnh hiện đại, tiết kiệm thời gian khám. Không gian khám rộng rãi, thoáng mắt, đầy đủ tiện nghi. Khám sức khỏe kỹ từ đầu đến chân, an tâm làm việc. Khám sức khỏe cho doanh nghiệp, đến ngay TCI.